Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình đã quay trở lại với một em hàng. Là mấy hôm nay á, mình không quay được clip, chắc phải hơn một tuần. Tại vì là mình bận, mình cũng phải đặt hàng cái này các bạn. Tại vì nó phải lâu lắm. Nên là trước khi vào video, các bạn nhớ like, share, subscribe cho bóng để ủng hộ mình ra những video kế tiếp hay hơn nhá. Ok, mình sẽ unbox cái này. Đấy, thì thoảng là sẽ có âm thanh nhà mình đó các bạn. Đấy, unbox cái hộp này mình cũng chưa khui đấy, mình chỉ biết đặt hàng thôi. Ok, thì mình sẽ mở ra nhá. Các bạn biết là cái đây là cái gì không? Mình sẽ đập cho các bạn nghe thử nhá. Đấy, chắc là một cái hộp. Ok, mình sẽ đây, đó đây. Rồi em nói ra rồi. 3, 2, 1, tin tin. Đây là một con fix Pogat đi ơi. Đây, đang còn băng keo nhá. Mình chưa mở lên được. Đây. Và mình mới đặt trên Shopee khoảng 1-2 tuần gì đó nên bây giờ nó mới về được các bạn. Đây, còn nguyên siêu nhá, mình còn chưa mở. Xong mình mới mở cái hộp này các bạn. Đấy, shop á là hình như là đóng hộp lại rồi. Đấy, đây, đằng trước là Fix Pogat DA, còn đằng sau là thông tin chi tiết của Fix này, và có một Fix nữa đó là Akainu, người đã gây lên cái bánh hỏng donut hay còn gọi là lỗ xuyên á, đấm á. Nếu mà các bạn chưa xem One Piece thì các bạn có thể tìm lại để xem cái tập mà A chết nha các bạn. Nói chung là cũng khá là hay đấy. A là người anh em cái gì với ba người đấy, là Sabo với cả Luffy. Mình xem phim ít lắm nhưng mà mình vẫn biết một vài thông tin thôi. Đây, sau đây là mặt trước, đây là thông tin sản phẩm, còn đây là hình để trưng. Ok, bây giờ mình xem ở unbox thôi nhá các bạn. Đây, ở trên có một cái dòng chữ là Pogat DA. Ok, mình sẽ bóc cái siêu băng dính này ra nhé các bạn. Đây, cái siêu băng dính này người ta dán chắc quá. Cái siêu đầu tiên á mình bóc còn dễ, còn cái này bóc khó quá. Thì phải nhà mình cứ hơi ổn, bạn thông cảm. Đây, nhà mình hơi ổn á. Từ từ các bạn, mình sẽ đóng cửa đấy, xong bắt đầu. Ok, và bây giờ đây, bây giờ mình mở cái hộp box này xem nhé. Ok, bên trong là một con chiếc cái bát gì đây. Mình chỉ cái này đây, thích nha. Ở đây một cái phần dụng cụ gì này các bạn, chắc là để làm để trang trí fix á. Còn đây là cái bìa đứng của Pogat DA. Còn đây cũng là một cái thế đứng nhưng mà nó là để trưng ở ngoài nhé các bạn. Đây, nhân vật chính này. Đây, mình sẽ unbox vào nhé. Wow, khá là đẹp các bạn. Vì fix Pogat DA này làm rất là chi tiết luôn. Nếu mình sờ cũng sướng tay lắm các bạn. Cái này là làm bằng như là silicone hay là nhựa dẻo các bạn. Lửa này các bạn này. Đấy, bây giờ mình sẽ thử để em đứng trên đây nhá. Đây. Đây. Và mình có thể thay đổi đầu nhá các bạn. Đây cái đầu dự phòng. Đây cái đầu thứ hai. Còn đầu thứ nhất là đang cười. Đầu thứ hai đây. Đây là cái dây chuyền. Đấy. Cái này là hình cái đầu. Đấy. Bây giờ mình sẽ để cái này đây. Đấy, là thành tạo thành cái hình mà đứng ở ngoài mà không cần cái khung xương nha các bạn. Đây, đây sẽ là cái đằng sau của cái phần này các bạn. Các bạn có thể để tùy thích. Đây, bây giờ mình sẽ để ở đây nhá. Rồi mình sẽ để tiếp ra đây. Đầu tiên mình để ở đây này. Hình như đây là cái lỗ đây, đúng rồi. Mình sẽ để tiếp rồi. Ta-da, mình đã có một con fix được trưng bày. Ok. Và mấy cái lửa này theo mình nghĩ chắc là nó làm bằng silicone hay bằng nhựa dẻo gì đó các bạn. Ok. Và cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Chúc bạn một ngày mới và một buổi tối vui vẻ, tại vì mình đang quay buổi tối các bạn. Ok. Chúc bạn xem video vui vẻ. Bye bye.